Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Trai Miền Núi TV của Tuấn nha. Hôm nay Tuấn đang có mặt ở tại thôn Làng Nù, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Hôm nay thì Tuấn lại tiếp tục cập nhật tình hình máy xúc đào tìm kiếm các cái thi thể của các cái nạn nhân xấu số trong cái vụ sạt lở đất ở Làng Nù nha các bạn nhá. Đấy, trước mặt chúng ta đây là cái máy xúc đang đào để tìm kiếm cái những nạn nhân xấu số này các bạn này. Đó, như chiều hôm qua thì có ngày hôm qua thì có 5 cái máy cùng nhau đào các bạn ạ. Đó. Đây, như cái ngày hôm kia thì cái khu vực dưới này các bạn này, ở cái hống này thì đào xuống rất là sâu các bạn nhé. Chỗ này phải đào xuống sâu tầm 5m sâu, 5-6m sâu các bạn. Thì có tìm thấy một cái thi thể ở cái hố này các bạn này. Còn ngày hôm qua cũng không tìm thêm được cái nạn nhân nào các bạn này. Đó. Cái nạn nhân còn bị vùi lấp ở trong cái đống đất khu vực này thì còn 13 nạn nhân các bạn nhá. Đó. Để chiều hôm qua đào cái khu vực bên kia thì cũng không tìm kiếm được thêm thi thể nạn nhân nào các bạn ạ. Đấy, như ngày hôm nay thì mình thấy có một máy đang đào trước mặt chúng ta đây. Còn máy đỏ các bạn ạ. Ở cái khu vực này thì chó nghiệp vụ đi đánh khơi nghỉ mùi thì người ta nghi là cái khu vực đó là có cái nạn nhân xấu số bị lấp ở khu vực đó các bạn ạ. Đây các bạn này, đây là cái đường bê tông các bạn nhá. Đó, như người dân chia sẻ là đây là cái đường bê tông đi thẳng ra cái chỗ ở trước mặt trung tâm kia này. Đó. Sang bên kia thì chỗ này là có cái suối các bạn ạ. Qua đoạn này là có cái suối. Thì ở chỗ cái húng nước kia là có cái cầu các bạn nhá. Đó, bây giờ lấp lên hết cái cầu rồi. Mà qua đào xuống là cách cái cầu, cái đất này nó dày tầm khoảng 4m mới đào đến cái mặt cầu các bạn ạ. Đây các anh lính bộ đội người ta cùng kết hợp với máy xúc đi tìm kiếm, lấy que chọc vào thì lấy xẻng đào các bạn ạ. Đấy, bây giờ sắp đến giờ trưa về anh em là bắt đầu về nghỉ về nơi các bạn ạ. Mình sẽ di chuyển đến gần chút. Máy xong là di chuyển, không biết là chuyển đi đâu, để chắc là chuyển lên khu vực trên Nấm Tông để cái chỗ đấy nó là cái lòng suối các bạn ạ. Ngày trước là cái lòng suối cuốn cả những cục đá rất là to. Tìm thì sáng đến giờ là vẫn còn chưa tìm thấy nạn nhân nào các bạn ạ. Sáng nay thì mình di chuyển ở nhà xuống, đúng ra mình xuống sớm rồi nhưng mà vì sáng nay ở khu trên nhà mình nó mưa to các bạn ạ, không đi lại được. Bây giờ mình di chuyển đến khu vực này nó rơi vào tầm khoảng hơn 9 giờ sáng các bạn ạ. Mình sẽ cập nhật thông tin đầy đủ trong cái vòng ngày hôm nay xem người ta nào mới tìm kiếm được thêm thi thể nạn nhân xấu số nào không các bạn nhé. Rất hy vọng rằng trong ngày hôm nay người ta sẽ tìm kiếm được thêm các cái nạn nhân xấu số trong cái vụ sạt lở đất này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến cái khu vực ở trên này, khu vực mà này lầy quá. Các bạn, chỗ này
nốt máy xúc đi chuyển xuống trên này quay cho các bạn xem đi. Cái chỗ hôm qua mà máy xúc kéo cái tô xem là đã kéo lên được chưa. Thì chiều hôm qua mình về sớm một chút. Vâng, chào chú ạ. À, con xe cũng đông qua. Máy xúc bây giờ đã kéo được lên sắp đến trên cái chỗ bằng này các bạn ạ. Để mắc cái cáp vào xong là kéo cho lên được luôn. Gần như trực tiếp các bạn ạ. Gần như là trực tiếp rồi đấy. Nên buổi sáng ngày hôm nay người ta đào tìm kiếm được những gì, làm được những việc gì các bạn. Thấy cái công nông này gì thì đào từ cả chiều hôm qua mà vẫn chưa lên được trên này. Để buộc cái cáp này xem là kéo xem có lên được. Hôm qua thì cái đầu xoay sang bên kia, hôm nay kéo kiểu kéo ngược cái ben, kéo ở cái đít nó lên các bạn. Hôm qua thì kéo ở cái đầu nó lên, nhưng mà kéo không lên được, đường bên kia dốc quá. Cắp vòng ra cái ben trước các bạn ạ. Bây giờ nó kéo lên đây, bây giờ kéo lên đây thì này đi đâu nhỉ? Chẳng hạn ví dụ vậy. Nhưng mà kéo lên chỗ này là đi được rồi. Hoặc là mà kéo lên trên này con xe này con công lông này chắc là cũng hỏng hết rồi. Ngập bùn ngập nước lâu thì chắc máy móc hỏng hết rồi các bạn. Ngày hôm nay ngày ngập ở trong nước, chìm ở trong bùn 10 ngày rồi các bạn ạ. Đây là cái cụt này, cụt này người ta cũng còn chưa moi xuống hết được các bạn ạ. Chỗ này là có một cái nhà sập ở chỗ này. Chỗ này người ta chưa đào xuống nhá. Đã đào ở cái bên cái khu vực người ta đang đi là có lá nhân xấu số bị lấp ở cụt bên đó các bạn ạ. Chuyển sang bên này quay cái gầu sang để kéo con cũng đông như bạn này. Cái khu vực này thụt lắm các bạn ạ. Tại vì nước vào nó lại bùn lại loãng ra thụt. Khu vực
sang cái khu vực bên này. Các bác đoán này sinh nhật bao nhiêu? Các bác vào video vlog là thấy mặt của em đây mà. Sang bên này để xem cái máy xúc đào bên này để tìm kiếm cái nạn nhân. Đào bên kia cái hố kia bị nước ngập lên hết rồi. Cái hố kia, hố bên kia là chiều qua đào là sâu tầm 5 mét hơn 5 mét sâu các bạn ạ. Mà không tìm kiếm được cái nạn nhân nào các bạn ạ. Để chuyển sang cái khu ven cạnh bên này đào xem. Xem có may mắn có gặp được nạn nhân xấu số nào không. Ngày hôm nay thì sáng nay thì người nhà của các cái nạn nhân xấu số thì không thấy ra đây, hay là ra đây sớm người ta về rồi thì mình vào đấy muộn đấy thì không trông thấy ai, nhưng mà các cái người nhà của các cái nạn nhân xấu số đấy 10 ngày này không tìm thấy, người ta khóc cạn hết nước mắt rồi các bạn ạ. Cũng khổ lắm, đau khổ lắm. Máy xúc này đào chắc phải đến 11 giờ thì người ta mới nghỉ các bạn ạ. Hỏi là mấy cái máy hôm qua, 2-3 cái máy hôm qua là người ta di chuyển đi đâu và làm cái gì, mà sáng hôm nay thấy có mỗi hai cái máy, mỗi máy nào đấy thôi. Để đánh một máy đi, không biết là cái gì, đánh lên để đào cái khu vực bên này. Chưa tìm kiếm đến khu vực này. Cái khu vực này người ta rất là khả nghi là sẽ có cái thi thể của nạn nhân nào nằm ở khu vực này các bạn. Bởi vì đây có cái nhà đổ nát sập xuống mà nhưng mà người ta vẫn còn chưa đào đến khu này. Sắp dần dần mai kia người ta sẽ đào đến khu vực này các bạn ạ. Sáng nay chắc là đào được cái hố kia các bạn, đào một cái hố được một đống rất nhiều, khá là nhiều mà vẫn không tìm thấy gì. Đây cái máy này chắc là ra rửa cái dầu là nghỉ để chiều này tiếp tục làm các bạn, là tráng cái dầu rửa cái dầu. Xem lên trên này cái con máy xúc xanh như này đang kéo cái con xe công nông đi, xem có kéo được không. Kéo thì một ngày hôm qua mà không kéo được lên hẳn, bây giờ kéo được hẳn lên trên cái bằng chỗ bằng kìa các bạn ạ.
cái máy đỏ đi nghỉ, bây giờ còn mỗi cái máy xanh này làm. Bây giờ chắc gần 11 giờ trưa các bạn. Để cái máy xúc sẽ tiến đến gần con công nông các bạn ạ. Chắc là móc vào cái ben để kéo lùi lên các bạn. Làng mà sống rất là bình yên các bạn, bình yên. Và chỉ sau một đêm nữa các bạn, sáng tầm khoảng 5-6 giờ sáng các bạn ạ, sạt lở vẫn trôi, vẫn lấp đi cả một ngôi làng 37 hộ dân các bạn, quá là tang thương các bạn. Những cái thi thể mà những nạn nhân xấu số mà còn tìm được cái thi thể thì người ta còn đưa đi chôn cất rồi, thì nó còn người nhà người ta còn đây còn có 13 cái nạn nhân còn chưa tìm thấy thi thể, mà ngày hôm nay ngày thứ 10 các bạn ạ. Bây giờ mà có tìm được thấy cái thi thể của các cái nạn nhân xấu số thì bây giờ chắc đến cái thời điểm bây giờ là cũng sẽ nó phân hủy phần nào các bạn ạ. Thì chôn lấp dưới lòng đất 10 ngày rồi. Kia đi dừng rồi, rửa gầu sạch sẽ. Phải nhiều máy tìm như thế này thì, còn như em thấy là đấy, như ông bà quý vị bác đã xem video hôm qua Hải phát trực tiếp. Cái khu này, thì khu vừa đào xuống, cả ngày hôm qua sạt xuống. Cái đào được cái đống này và cái hố này thì nó cũng rất là lâu. Thôi đứng đây cho nó mát một tí ông bà ơi. Sáng nay trời kéo mây bị đen xì ông bơm một lúc. Bây giờ trưa về nắng. Đấy, bây giờ máy xúc kia kéo lật lên. Hất kiểu gì lên được. Đây nước này chắc chắn là không uống được rồi. Hồi nãy đi quay kéo xe rồi. Đến đây. Kéo từ hôm qua mà giờ kéo nhấc bổng lên. Ôi. Cực cần này. Thật ra là kéo ô tô nó chia sẻ những cái video trước ấy, cái ô tô công nông kia không phải là cái nhà này, không phải ô tô của nhà này các bạn này, là của cái nhà ở trên kia đấy, cái nhà bị đất nó cuốn lấp đi một cái sàn dưới đấy, cái nhà trên đấy các bạn, nó trôi xuống như này, trôi xuống mắc ở cái nhà này. Gần khu vực đó
quay ra kéo xe đấy các bạn. Sáng nay có kéo qua xe này lên. Chìm cái đầu xuống sâu quá, không lôi lên được. Ở dưới này nó mắc có một cái cục đá, có cái gờ trên này, kéo nó không lên được, đầu nó chìm xuống vậy.
chân nước ấy. Thank you.
có cái chân lên được, cái chân này là đằng sau thấp xuống. Đi lên ra ngoài nó vẫn thế. Không biết tóc một tí đó, cho nó kéo lên ngực đằng sau này. Không phải ra mà đây là nó lại đúng hơn đâu. Không được, nó không lầy như vậy. Bên ngoài nó cứ lầy thế. Nó không có một cái nền cứng nào để máy xúc nó ấn nó cũng muốn xuống này. Nên máy to vào thì được, máy này bé quá, máy này không không máy này bé. Và con máy to vậy thì khả năng nhấc lên cho cáp vào kéo cổ lên, cổ hẳn cái đầu lên. Bây giờ muộn rồi, ta bắt đầu nghỉ. Mấy anh kia đang nghỉ, chiều tiếp tục. À, rồi ok các bạn nha. À, sáng nay mình cũng cập nhật cái tình hình về cái sạt lở đất ở thôn Làng Nhũ, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Mình quay chia sẻ đến toàn thể quý khán giả trên kênh về cái khu vực mà người ta đào mới tìm kiếm những nạn nhân xấu số của sáng ngày hôm nay thì vẫn chưa tìm thấy được nạn nhân nào thêm nhé các bạn nhé. Và cái con xe công nông ở chỗ này vẫn còn chưa kéo lên được này, đấy, từ hôm qua rồi rất là khó khăn, nó chìm đầu xuống để chiều xem là anh em tính thiết kế là để kéo tiếp xem có kéo được không. Ở video mình ở đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn xem video trên kênh của mình thấy có ý nghĩa đấy thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video mới nhất trên kênh của mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chiều là mình vẫn tiếp tục cái hình truyền tải.